Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Phong Phê Phẫn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là một mẫu xe, đó là Yamaha Webiz 125 ABS. Thì đây là một mẫu xe tay ga khá là dị của hãng Yamaha tại thị trường Thái Lan đời 2017. Và hiện tại tới bây giờ mình mới có cơ hội để làm video cho các bạn xem trải nghiệm thực tế nó như thế nào. Và giá của Yamaha Webiz này và giá của Yamaha Webiz 125 2017 này thì với lúc mới ra mắt thì ở bản tiêu chuẩn thì nó có giá là 35,7 triệu, và ở bản là Webiz 125S thì có giá là 37,4 triệu, và ở bản 125 ABS thì có giá 40 triệu. Chiếc Yamaha Webiz 125 2017 này lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm BMS Bangkok Thái Lan. Xe đã gây ấn tượng mạnh cho cộng đồng fan đam mê xe trên toàn thế giới bởi thiết kế khá là dị của nó. Webiz là một tên kiểu gọi trò chơi khối lập phương Rubik. Đó là lý do vì sao Webiz mang thiết kế một khối vuông vức hiện đại. Và Webiz được Yamaha ưu ái trang bị hàng loạt công nghệ đáng giá như là động cơ BlueClaw, tiết kiệm nhiên liệu Smart K, công nghệ Stop and Start System. Khi xe dừng đèn đỏ 5 giây thì sẽ tự động ngừng động cơ để tiết kiệm nhiên liệu. Vít ga có thể khởi động nhanh, công nghệ tương tự như NVX. Ngoài ra nó còn được trang bị màn hình Full LCD, cũng như là có thể sạc được thiết bị di động, vân vân. Thông số kỹ thuật của Yamaha Webiz 125 đó là động cơ SOHC, cylinder là mét bằng dung dịch và dung tích là 125cc. Đường kính của cylinder và hành trình piston là 52,4mm x 57,9mm. Động cơ blue to và phun xăng điện tử, khởi động nút bấm và cần đạp. Chiều cao của yên xe là 775mm. Trọng lượng của xe Webiz tiêu chuẩn là 103kg và Webiz S là 106kg và Webiz ABS là 108kg. Bình xăng có dung tích là 4,2 lít và có thắng đĩa trước lẫn thắng đĩa sau.